Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Tôi là bạn đồng hành với các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô. Đảm bảo cho cuộc sống an toàn và hạnh phúc của người dân là mục tiêu của tôi. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ như sau. Giải pháp và kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ: không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra. Trang bị các phương tiện chữa cháy. Mỗi tầng có 1 đến 2 bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, xô nước, chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định. Trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ phát ra tiếng kêu và đưa tín hiệu về điện thoại cho gia chủ biết. Việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy lan, cháy lớn. Khi xảy ra cháy, phải ngắt điện khu vực cháy, gọi điện báo cháy theo số 114, sử dụng phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy. Hãy hướng dẫn các kỹ năng này cho thành viên trong gia đình của bạn được biết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Đảm bảo an toàn cháy nổ là trách nhiệm của cả cộng đồng.